Dù ai đi ngược về xuôi, 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh. Cả nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích. Bốn cuộc chiến tranh trong hơn 40 năm chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã tạc vào lịch sử dân tộc những mốc son chói lọi. Nhưng có cuộc chiến tranh nào không mất mát, đau thương? Đất nước được độc lập, non sông liền một dải, biên cương cũng im tiếng súng. Nhưng hàng vạn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hài cốt, chưa xác định được danh tính. Vẫn còn đó niềm mong muốn khắc khoải, được đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình, đồng đội để được tri ân, để góp phần với bớt nỗi đau của các gia đình liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng hậu quả và âu dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn và khốc liệt, ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Ngày 27 tháng 7, đó là ngày mà nhân dân cả nước đã dành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do. Các anh đã ra đi vì những mục tiêu cao đẹp và ngã xuống hào hùng. Bàn tay của giặc đã tàn phá giày xéo đất nước nhưng không bao giờ làm thay đổi được bản chất của con người Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước. Hãy cùng tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Không ai chọn cho mình cái chết, cũng không ai muốn mình phải chết, và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được sống. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn sự nghiệp, mồ mả của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng bị đe dọa, của cải ruộng nương làng mạc bị xâm chiếm, thì lựa chọn cái chết để đất nước được trường tồn là một lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một thần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Đất nước đã hòa bình, nhưng chiến tranh vẫn chưa hẳn đã lùi xa. Hàng ngày hàng giờ các thế lực thù địch, phản động lưu vong vẫn nhăm nhe chia cắt đất nước. Những loại tội phạm nguy hiểm vẫn trực chờ cơ hội, thiên tai lũ lụt vẫn hoành hành. Thấu hiểu những hy sinh to lớn đó, Bác Hồ đã viết: máu đào của các chiến sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Cho nên đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Và người giải thích, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, rất nhiều người con của dân tộc, trong đó có những người tuổi đời mới 19 đôi mươi như Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc và nhiều liệt sĩ khác, đã để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách giảng đường, sẵn sàng lên đường đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để đất nước được giải phóng, được thống nhất như ngày hôm nay, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do, tất cả vì Tổ quốc thống nhất. Xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đấu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình, được cất tiếng hát ca, sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của cha anh đi trước, và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng các thế hệ đi trước.